người phụ nữ truyền đạo hội thánh Đức Chúa Trời cho cả công an. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an tiên lữ cũng thư giữ 21 tài liệu bao gồm các kinh sách tuyên truyền của hội thánh Đức Chúa Trời và đã lập biên bản đình chỉ sinh hoạt. Công an huyện Tiên Lữ Hưng Yên cho biết, từ cuối năm 2017 trên địa bàn đã mạnh nhà xuất hiện hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời và đơn vị đã lên phương án kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể, sau một thời gian nắm tình hình, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành kiểm tra và thu giữ nhiều tài liệu tuyên truyền kinh thánh của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại gia đình bà Đoàn Thị Mận, sinh năm 1956, trú tại Thôn Dung, xã Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 9 người đang tham gia tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Những người này thường trú tại các địa bàn tỉnh Thanh Hóa và huyện Kim Động, Khoái Châu, Hưng Yên. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 21 tài liệu gồm các kinh, sách tuyên truyền của hội. Công an huyện Tiên Lữ đã lập biên bản và đình chỉ sinh hoạt của nhóm người nêu trên. Qua tìm hiểu của cơ quan chức năng, bà Đoàn Thị Mận có chồng đang bị ốm nặng do tai biến và tham gia hội thánh Đức Chúa Trời từ năm 2015. Nhóm tín đồ này lấy nhà của bà là địa điểm để sinh hoạt tôn giáo. Do quá tin vào những giáo lý của hội mà nhiều năm nay bà Mận không tiến hành chữa bệnh cũng như đưa ông Lượng chồng của bà tới bệnh viện để điều trị. Đặc biệt gần một năm qua, bà Mận luôn tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và để mặc chồng bị bệnh. Cơ quan công an thông tin, ngay cả khi tiếp xúc với cơ quan chức năng, bà Mận vẫn liên tục tuyên truyền về giáo lý của hội. Trước đó ngày 26 tháng 4, công an xã Thủ Sĩ Tiên Lữ cũng đã thông báo tới các gia đình trên địa bàn xã cảnh báo về tình trạng có người của hội thánh Đức Chúa Trời xuất hiện tại một số địa điểm trên địa bàn xã. Cụ thể vào lúc 16 giờ 30 ngày 26 tháng 4, tại khu vực cổng trường tiểu học của xã đã xuất hiện hai nam và một nữ. Nhóm người này đã phát những hộp quà như heo cò bồi, thịt viên 3 phút và một số loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, chất lượng cho các phụ huynh học sinh ở cổng trường. Sau khi nhận được tin báo của giáo viên nhân dân, lực lượng công an xã đã cử cán bộ xuống khu vực này, nhưng trước đó nhóm người đã rời khỏi đây. Trước đó, công an xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên cũng xác nhận trên địa bàn xã cũng đã có trường hợp hai con của gia đình chị Đỗ Thị Tê đi theo học ở Hà Nội, nhưng sau đó nghe lời dụ dỗ nên đi theo hội. Khi ông ngoại mất, bác mất, hai con chị Tê không về mà cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Thậm chí con gái chị Tê còn sẵn sàng viết đơn tố cáo mẹ vì đã giữ chứng minh thư nhân dân cùng ba chiếc điện thoại của hai anh em khi phát hiện họ đang theo hội này. Công an xã Thắng Lợi cho biết, do không gặp hai người con này ở nhà nên chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để có biện pháp tìm hiểu, vận động hữu hiệu. Công an các địa phương của tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin theo sự tuyên truyền của hội này và nếu phát hiện cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Vì sao nhiều người bị hội Thành Đức chúa trời lôi kéo đến vậy? Chiều bài của tổ chức này đánh khá trúng vào tâm lý bất thường của một số người dân, người đang có suy nghĩ sai lầm trong đời sống hàng ngày. Chuyên gia Nguyễn An Chất bày tỏ quan điểm. Tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời đang phân tán theo nhiều nhóm nhỏ trên một số địa bàn, các tỉnh thành trong nước. Mấy ngày gần đây, xuất hiện nhiều câu chuyện về sự mê muội, mất lý trí, một cách đáng sợ của những người bị lôi kéo. Hiện tại hội thánh Đức Chúa Trời ở một số địa phương có hành vi dụ dỗ, lôi kéo người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh và làm những điều trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đáng nói khá nhiều người dân bị lôi kéo vào tổ chức này, nhiều người bỏ bê công việc, gia đình, nhiều học sinh, sinh viên bỏ học để tham gia, thậm chí cung phụng tiền bạc cho những kẻ cầm đầu với niềm tin được Chúa Trời che chở, cứu rỗi khi chết sẽ sớm được lên thiên đàng. Theo quan niệm của đạo này, con người không phải do cha mẹ sinh ra mà là hòn đất nặn ra con người. Con người chết sẽ về với cát bụi hết, cát bụi về với cát bụi. Ai chết sớm thì được lên thiên đàng bằng con tàu Sion. Do đó đã có nhiều người bị mê hoặc, rơi vào tình trạng mê muội, mất lý trí, về nhà đập bỏ bát hương, bàn thờ, không ăn đồ thờ cúng, bỏ gia đình học hành. Đáng nói những kẻ trong tổ chức này thường đến các khu dân cư, trường học, ký túc xá sinh viên để khảo sát, tiếp cận và lôi kéo những người dân nghe giảng đạo, nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán, học hành giang dở, suy sụp tinh thần và thể xác, tiền mất, tật mang, cuộc sống bị đảo lộn. Trao đổi về phóng viên, báo gia đình và xã hội, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho hay, ông đã biết đến thông tin về Hội Thánh Đức Chúa Trời ở thành phố Hồ Chí Minh từ cách đây khoảng 2 tháng. Theo ông, nhiều người sẵn sàng bỏ bê cuộc sống thật để tham gia vào tổ chức này và chạy theo những điều rất ảo đáng nói mục tiêu của những hội này là hướng đến các sinh viên thanh niên và các gia đình những người nhẹ dạ cả tin mê tín dị đoan chiều bài của tổ chức này đánh khá chúng vào tâm lý bất thường của một số người dân người đang có suy nghĩ sai lầm trong đời sống hàng ngày kể cả đó là một người có học vấn tri thức nhưng cũng có thể trong đời sống đang vấp phải điều gì đó mong muốn giải thoát cho mình nhưng họ lại chọn cách đi theo con đường mê tín chứ không phải là khoa học và họ gọi đó là tâm linh nhưng thực ra đó là mê tín, ông chết nói. Theo chuyên gia này, việc nhiều người bị lôi kéo sẵn sàng chạy theo những điều sai lệch là do bản thân họ đã có những mê tín, đang gặp vấn đề nào đó và gặp phải những điều này đánh trúng vào tâm lý nên cảm thấy hay, thấy tốt và tin theo. Ví dụ với thói quen đi lễ của nhiều người trong xã hội, trong một năm có thể gặp nhiều trục trặc và đi lễ xong lại giải quyết được một số vấn đề mà có khi chỉ là sự trùng hợp. Thành tử họ ngộ nhận tưởng đi lễ là được, đó là sai lầm bởi đi lễ chùa không phải để được mà chỉ để tĩnh tâm vui vẻ ông chất phân tích chuyên gia nguyễn an chất nhấn mạnh hoạt động khiến con người bỏ cái thật chạy theo những điều ảo là cái mà chúng ta phải tránh với những người không biết làm chủ mình mà mê muội nghe theo những tin đồn thổi thì cần thiết phải có những lời tuyên truyền trong cộng đồng để thức tỉnh đặc biệt là trong đối tượng sinh viên thanh niên không thể chết người ngay nhưng nguy hại thì có thể thấy rõ trong khi nhiều người Việt còn thiếu kỹ năng sống, dân trí thấp, nếu để lâu thì nó sẽ tràn lan và giờ thì đã cố tình tràn lan từ thành thị đến nông thôn, từ những người có tri thức đến những người trí thức kém. Nó làm mất trí tuệ khoa học, không có tư duy khoa học nữa, toàn xã hội phải vào cuộc để đẩy lùi những tổ chức tuyên truyền ảo này là nghĩa vụ của tất cả mọi người, chứ không riêng bất kỳ ai, ông Nguyễn An Chất khuyên cáo. Hội thánh Đức Chúa Trời truyền vào Việt Nam từ năm 2001 do một số giáo sĩ Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và một số cá nhân làm việc ở Hàn Quốc về. Đến nay, tổ chức này đã phát triển được trên 2.300 người tin theo trên phạm vi 20 tỉnh thành. Về việc báo chí phản ánh, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ, đã có phát ngôn chính thức. Ông cho rằng nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người, nhưng cũng cần nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ban tôn giáo chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan từ trung ương đến địa phương luôn quan tâm chú ý đến hoạt động của tổ chức mang tên hội thánh đức chúa trời các cơ quan liên quan đã có hướng dẫn chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân có hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm trật tự an toàn đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật ban tôn giáo chính phủ kêu gọi người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với những hoạt động dụ dỗ lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tiết lộ nước thánh của Hội Thánh Đức Chúa Trời chỉ là nước ép quả nho. Chiều 24 tháng 4, phóng viên Thanh niên đã gặp một nhóm tự xưng là hội thánh Đức Chúa Trời tại Hải Phòng, do Đàm Văn Mạnh 29 tuổi ở thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, đứng đầu. Mạnh nói rằng dù chưa được phép, nhưng hội thánh này vẫn hoạt động nhằm chứng minh điều tốt đẹp để được cấp phép. Mạnh thừa nhận hội viên phải đóng 10% thu nhập vì kinh thánh dạy như vậy, đồng thời cho biết nước màu đỏ của hội chỉ là nước ép quả nho. Đáng chú ý trước khi chúng tôi đến tụ điểm này, công an huyện An Lão đã làm việc với Mạnh và yêu cầu dừng hoạt động của nhóm này tại đây. Trước đó, ngày 19 tháng 7 năm 2017, Mạnh cũng bị công an huyện Thủy Nguyên phát hiện truyền đạo trái phép ở xã Hoa Động cùng huyện. Khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 4, công an thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, lập biên bản hành chính một cơ sở hội thánh Đức Chúa Trời hoạt động trái phép ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Công an cũng đã thu giữ một số vật dụng, tài liệu liên quan gồm 20 tính sách tay, 17 băng rôn, 13 bộ quần áo lệ phục, 88 cuốn sổ sách ghi chép, các loại nước, bột trắng không rõ nguồn gốc, cùng nhiều bàn ghế và các tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tối cùng ngày, Công an Quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, cùng Công an Phường Hòa Khánh Nam kiểm tra chính ngôi nhà ở tổ 68 Phường Hòa Khánh Nam, bắt quả tang 17 người đang trao đổi về Hội Thánh Đức Chúa Trời. Công an xác định Trần Như Đông, 25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, và Võ Thị Hằng, 23 tuổi, ngụ Nghệ An, cùng đứng ra tổ chức hoạt động này. Công an quận đã yêu cầu họ giải tán, đồng thời mời hai người đứng đầu về trụ sở để xử lý. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.